Khi hai blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào bị bắt, ngay lập tức chính quyền vận dụng luật 258 để tống giam hai người mà không đưa ra chi tiết sai phạm của họ cụ thể như thế nào. Họ là những nhà báo giỏi, nhưng khi Internet tiến vào Việt Nam, cả hai đều bỏ làm báo và viết blog, một hình thức thoát ly sự kèm kẹp của nền báo chí chính thống để viết những gì mà họ nghĩ là đáng viết. Luật 258 trước đó cũng đã được áp dụng với một nhà báo khác là ông Phạm Chí Dũng. Ông Dũng bị bắt trong một tình trạng hoàn toàn bí mật. Việc bắt bớ ông tạo ra một màn sương mù dư luận và hàng chục nghi vấn bao trùm lên báo Lề Trái. Cho đến khi ông được thả ra, người ta mới biết là ông đã vi phạm điều 258. Và lý do ông được thả vì cơ quan điều tra nhận thấy ông không vi phạm như cáo buộc trước khi bị bắt. Hành vi bắt và thả người một cách tùy tiện chỉ dựa vào một điều luật mơ hồ đã đánh động dư luận, đặc biệt trong giới blogger. Ban đầu là chỉ trích, sau đó là giận dữ vì chính quyền đã đi quá trớn trong việc đàn áp tự do ngôn luận. Sự giận dữ tuy không dấy lên biểu tình hay bạo động, nhưng lại chống đối bằng một hình thức khác do giới trẻ thực hiện, báo động với thế giới biết sự ngược đãi quyền tự do ngôn luận của chính phủ Việt Nam. Ngày 31 tháng 7, một nhóm nam nữ thanh niên rất trẻ gồm Nguyễn Thảo Chi, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Nữ Phương Dung, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Lân Thắng đã sang Bangkok gặp gỡ với Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Human Rights Watch để trao cho họ thông báo chống lại điều 258. Cũng tại Bangkok, một số đại diện của Google, Yahoo đã gặp gỡ những người trẻ này và lắng nghe sự thật đang xảy ra bên trong một đất nước được xem là Internet đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhưng phía sau những hình ảnh hứa hẹn ấy là thế giới của những nhà tù, những sách nhiễu và nhất là một nền pháp lý bị bóp méo, diễn giải một cách tùy tiện về nhân quyền và tự do ngôn luận trên hệ thống Internet. Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một trong những thành viên của nhóm 258 từ Việt Nam sang Bangkok cho biết. Cái nội dung mà nhóm tụi em mà trao đổi với lại bên Google á, thì mình cũng đã cam kết với người ta là tạm thời là giữ cái bí mật về cái nội dung. Tức là khi mà mình muốn thông báo cái gì chính thức á, thì mình sẽ giữ cho người ta xem trước á. Đại ý nội dung của cái buổi gặp thì chủ yếu là mình cung cấp thông tin cho người ta để người ta có một cái nhìn nó sâu sắc hơn về cái tình hình tự do thông tin ở Việt Nam, cũng như là mình giới thiệu về cái tuyên bố 258 với người ta. Nhân biết là người ta thì không giống như các cái tổ chức về nhân quyền khác á. Họ là một cái loại hình tổ chức khác, họ có những cái mục tiêu khác á. Thì họ cũng không có cam kết với mình nhiều. Họ chỉ có nói là rồi họ trước sau gì thì họ cũng sẽ có một cái official statement, một tuyên bố chính thức về cái việc này. Họ chắc là họ sẽ đợi cho tới khi mà cái nghị định này chính thức có hiệu lực 1 tháng 9 rồi. Khi sự chống đối luật 258 lên tới cao trào, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tiếp quyết định 72 như một câu trả lời cứng rắn trước đòi hỏi chính đáng của nhóm tranh đấu chống lại điều 258. Nghị định 72 có tất cả 6 chương với 46 điều, nhưng dư luận, đặc biệt là giới blogger và chơi Facebook, Twitter, chỉ tập trung vào việc cấm cung cấp thông tin tổng hợp. Thông tin tổng hợp là gì? Đó là những tin tức hay ý kiến quan trọng của báo chí hay cá nhân nào đó mà blog hay Facebook mang vào trang cá nhân của mình, để rồi sau đó hàng ngàn người vào đọc rồi lại lấy ra tiếp tục post trên trang cá nhân của họ. Cứ như thế, một bản tin, một bài viết được nhân lên nhiều lần và có khi một tin tức như vậy thu hút hàng trăm ngàn lượt người đọc. Rõ ràng đây là một điều rất nguy hiểm cho sự an nguy của chế độ. Trước tiên nó làm người dân quen với những bản tin trái chiều với báo Lề Đảng, kế đó là những phiên tòa, bản án tối tăm không được truyền thông đưa tin, thì hôm nay cả thế giới đều biết qua các trang blog và Facebook cá nhân. Các bài viết bàn về dân chủ, nhân quyền, cũng như sự lạm quyền độc tài của chính phủ cũng sẽ được nhân rộng ra trong cộng đồng mạng, và từ đó một xã hội dân sự hình thành khiến các điều cấm kỵ trước đây bây giờ sẽ bị xóa bỏ. Lỗ hổng tạo ra nguy cơ đó được trám kín bằng hai điều, 258 và 72. Bạn Nguyễn Đình Hà, một thành viên trong nhóm 258 cho biết ý kiến về quyết định 72. Về cái nghị định 72 mà đang xôn xao trên mạng, chủ Việt Nam rất là ngây thơ và ấu trĩ. Cái việc mà họ đưa cái nghị định 72 nó ra, em khẳng định không thể áp dụng được. Vì hiện nay những cái việc chia sẻ những cái thông tin ở trên mạng nó quá dễ dàng. Vì vậy mà nếu như mà họ có áp dụng, họ có muốn sử dụng cái điều đó thì cũng không thể áp dụng được. Vì cũng không, họ không biết là sẽ sử dụng cái chế tài nào để mà xử lý những hành vi đó. Thì bọn em cũng hôm nay cũng trao đổi với bà đại sứ quán Thụy Điển về điều đó, thì bà rất ngạc nhiên khi mà Việt Nam lại có thể là ra một cái nghị định như thế. Bà nói là bà sẽ chuyển tất cả những cái thông điệp đó đến Ủy ban Nhân quyền châu Âu để các nước tiếng nói. Một tuần lễ sau sự việc Bangkok, sáng ngày 7 tháng 8, 5 blogger khác đã có mặt trong đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội
để trao cho bà phó đại sứ Eleanor Kander bản tuyên bố 258 và đồng thời chia sẻ với bà tất cả những thông tin mà chính phủ đang cố thực hiện nhằm chống lại tự do ngôn luận cũng như đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Năm bạn trẻ Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Đình Hà, Lê Hồng Phong, Nghiêm Ngọc Trai và Nguyễn Văn Viên như những chú chim câu đã thành công trong việc mang những thông tin cần thiết ra thế giới bên ngoài một cách thông minh và khôn khéo. Đại sứ Thụy Điển có lẽ không lạ gì với những hành động trấn áp tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng khi một nhóm thanh niên trí thức với sự can đảm khó lường đường hoàng vào thẳng đại sứ quán của họ thì vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Từ Thụy Điển, sáng ngày hôm sau có lẽ hầu hết các đại sứ trong khối EU sẽ biết con số 258 và 72 nói lên điều gì tại đất nước Việt Nam. Họ không thể im lặng lẩn tránh mà buộc phải lên tiếng trực tiếp với chính quyền Hà Nội, giống như Đại sứ quán Hoa Kỳ đã lên tiếng quan ngại về Nghị định 72 một ngày trước đó. Bạn Thu Trang, một trong năm thành viên vào Đại sứ quán Thụy Điển trao thông báo 258, chia sẻ ý kiến qua việc Hoa Kỳ quan tâm tới luật 72 vừa mới xuất hiện, bạn nói. Theo em, đây là một động thái rất là tích cực của Washington cũng như là bên Đại sứ quán Mỹ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tại vì cái nghị định 72 này nó hạn chế quyền tự do thông tin cá nhân của một công dân. Em nghĩ là Mỹ cũng như là nhiều các tổ chức trên thế giới cũng vô cùng quan ngại về điều này. Và cái tuyên bố của Hoa Kỳ lần này thì nó là một cái điểm nhấn mạnh sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Mỹ vừa rồi. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông David Shear vừa tuyên bố tại Hà Nội rằng Hoa Kỳ nghiêm túc xem xét việc bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng kèm theo một số điều kiện. Không nói thì ai cũng biết, những điều kiện ấy là nhân quyền và tự do ngôn luận, điều mà những bạn trẻ Việt Nam đang đánh động với thế giới trong vài ngày vừa qua. Lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 8, hai bạn trẻ Nguyễn Thảo Chi và Nguyễn Nữ Phương Dung khi từ Thái Lan về lại Tân Sơn Nhất đã được các blogger đón chào nồng nhiệt, cho thấy rằng trong hoàn cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, mọi biện pháp bịt miệng thông tin là vô vọng. Chính quyền làm sao có thể đối phó với những con người trẻ trung và gan dạ này khi sự trong sáng của họ đã thuyết phục tất cả mọi người?